Tuấn Minh Paradise Resorts được đầu tư xây dựng bởi Tuấn Minh Group, một tên tuổi lớn trong giới kinh doanh địa ốc, một trong 100 thương hiệu mạnh do Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn. Nắm bắt xu hướng và nhu cầu của thị trường, Tuấn Minh Group tiên phong phát triển resort dưỡng lão tại Việt Nam. Tọa lạc tại vùng đất địa linh nhân kiệt, đắc địa bậc nhất của tỉnh Hòa Bình, Tuấn Minh Paradise Resorts cách biệt hoàn toàn với phố thị đông đúc, với tiếng động cơ ồn ào. Dự án nằm liền kề sân góp Phượng Hoàng và có kết nối giao thông khu vực thuận lợi khi chỉ mất từ 5 đến 30 phút lái xe đến các địa điểm như Thủy Điện Hòa Bình, suối khoáng nóng Kim Bôi, Động Đá Bạc, trung tâm thành phố Hà Nội. Lấy cảm hứng từ văn hóa thiền định của Nhật Bản, Tuấn Minh Paradise Resorts là hiện thân của mô hình kiến trúc xanh bền vững, không gian mở, gần gũi với thiên nhiên. Với chất liệu chủ đạo là đá, gỗ và các vật liệu thân thiện với môi trường, các kiến trúc sư dày dạn kinh nghiệm đến từ Nhật Bản đã khéo léo kết hợp nét cổ xưa truyền thống và kiến trúc đương đại tối giản, thể hiện qua tông màu nhẹ nhàng, mềm mại, tạo nên một vẻ đẹp vô cùng tinh tế, hài hòa. Tâm điểm của dự án là hơn 1.000 căn biệt thự được thiết kế mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, đảm bảo sự cân bằng giữa thiên nhiên và cuộc sống con người mà vẫn đầy đủ nội thất tiện nghi. Cùng với đó là gần 100 căn shop house nằm tại khu vực quảng trường trung tâm, mang lại cho du khách những trải nghiệm mua sắm thú vị như tại khu phố cổ xưa Nakamise của nước Nhật. Tất cả sẽ mang đến cho du khách một kỳ nghỉ dưỡng thật trọn vẹn, một phong cách sống thật tao nhã, mang đậm hơi thở của xứ Phù Tang giữa núi rừng Hòa Bình. Khu tâm linh Thiền Đường là một trong những nét độc đáo tạo nên khác biệt cho Tuấn Minh Paradise Resorts. Tại vị trí đẹp nhất của dự án, chủ đầu tư sẽ xây dựng một ngôi chùa với 3 tầng cao, trong đó tầng 1 là nơi thiền định, tầng 2 thờ Đức Phật và tầng 3 là nơi đặt bảo chuông. Giữa không gian rừng núi yên bình, hít một hơi thật nhẹ và mở rộng mọi giác quan để cảm nhận từng nhịp đập sự sống, du khách sẽ được tận hưởng những phút giây thăng hoa thực sự trong cõi riêng của mình. Bên cạnh những tiện ích giải trí, Tuấn Minh Paradise Resorts còn xây dựng một bệnh viện quốc tế với nhiều khoa phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của khách hàng cao tuổi. Đặc biệt, đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện được tuyển chọn kỹ càng là những chuyên gia lão khoa, xương khớp, phục hồi chức năng, y học cổ truyền hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản, có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Để đa dạng lựa chọn nghỉ dưỡng cũng như đáp ứng nhu cầu thăm nom của gia đình khách hàng, tại nội khu dự án, chủ đầu tư Tuấn Minh Paradise Resorts sẽ xây dựng một khách sạn cao cấp mang phong cách hoàng cung Nhật Bản với đầy đủ các dịch vụ chuẩn 5 sao quốc tế, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời như tại xứ sở Hoa Anh Đào. Tuấn Minh Paradise Resorts là một trong các dự án hiếm hoi tại Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống nước uống tại vòi. Với công nghệ hiện đại của Nhật Bản, quy chuẩn xử lý chặt chẽ, loại bỏ tối đa bụi bẩn, vi khuẩn gây bệnh, du khách có thể an tâm khi uống nước trực tiếp ngay tại các vòi nước được bố trí quanh khu nghỉ dưỡng. Tuấn Minh Paradise Resorts dành một phần lớn diện tích để xây dựng khu nông nghiệp hữu cơ mang tên Tuấn Minh Eco, với mong muốn mang đến nguồn thực phẩm sạch cho mọi khách hàng của dự án. Được sản xuất theo mô hình khép kín, quy trình chăm sóc nghiêm ngặt, áp dụng công nghệ tiên tiến, Tuấn Minh Eco đảm bảo cung cấp các sản phẩm an toàn tuyệt đối, đạt chuẩn Việt Gáp, Global Gáp. Nghỉ dưỡng ở Tuấn Minh Paradise Resorts, khách hàng sẽ được thưởng thức các bữa ăn tại từng phân khu theo phong cách nhà hàng Nhật, với nguồn thực phẩm sạch được lấy từ nông trại Tuấn Minh Eco. Đặc biệt, thực đơn sẽ được chính các chuyên gia của bệnh viện thiết kế riêng cho người cao tuổi, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe. Với nhiệt độ và hàm lượng khoáng vừa phải, chất lượng tương đương các loại nước khoáng nổi tiếng của Nhật Bản, suối khoáng nóng nhân tạo tại Tuấn Minh Paradise Resorts là nơi thích hợp để dưỡng thọ và chữa các bệnh như thấp khớp, đau dạ dày, bệnh đường ruột, thả mình thư giãn trong làn nước ấm, nhâm nhi ly trà nóng thơm phức và lắng nghe âm thanh của núi rừng, chắc chắn sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị. Các phòng khách, phòng sinh hoạt chung của Tuấn Minh Paradise Resorts sẽ được trang bị màn hình TV hiện đại, kết nối Internet để khách hàng có thể dễ dàng liên lạc trực tuyến với người thân, đồng thời phục vụ các nhu cầu giải trí, thư giãn khác. Đến với Tuấn Minh Paradise Resorts, du khách được trải nghiệm một cuộc sống đẳng cấp,
được đắm chìm vào một không gian xanh ngát, bầu không khí trong lành và tận hưởng những giây phút thăng hoa tuyệt vời. Tuấn Minh Paradise Resort, trải nghiệm thiên đường, khám phá bản thân, viết nên câu chuyện của chính mình.